Hoàng Liên Sơn, Hoàng Liên Sơn vời vợi mấy tầng. Đây nó là xã gì?
đi được. Chuẩn gộp đi rồi. Nắng đây nào. Trong này này cái nắng cái này mà dạ. Cái nắng này nó mà sáng nay nó có cái nắng này cái thì này nó trong này cơ mà. Nắng này sáng nay. Sáng nay ở cái gì nhỉ? Lao Chải mà nó nắng này thì thôi rồi nó mời ảnh. Ông bảy. Bây giờ nó có cái đường tàu qua. Nó lại thu thêm tiền. Không, đương nhiên rồi, đi cái đấy nó đỡ phải đi xe ô tô lên đây. Cái đường xuống đâu ạ? Đường xuống Tả Van đường này nó là cái xuống Sử Ván qua Tả Van nó có đoạn xấu nó thông đến rồi. Nó có mấy đoạn xấu đấy ạ. Nhưng mà mất một tí thôi. Tại vì đợt vừa rồi nó cũng bị sạt nữa. Anh lượn ra bên này em tắc nhỉ. Chú định đi xe gia đình xuống đấy gì? Ừ, tao nọ tao đi xong tao phải bỏ xe ở cái chỗ đoạn gần gần kia. Chú đi hôm nào? Tuần trước. Tuần bây giờ thì đi được rồi. Nhưng mà cái đoạn kè đấy nó vẫn hơi xấu xấu một tí. Mà tao ghê bỏ mẹ, nó như nó đổ vô kè ở đây này. Kè nó sẽ hết luôn. Vâng. Tại vì là vừa kè xong xe lại thi thoảng lại thông cho đi ấy. Giờ đấy nó mưa một tuần. Sạt. Lây nhiễm cộng đồng là mọi người lại bắt đầu đi. Dân mình đợt này nó chủ quan hơn nhiều. Vâng. Cái đợt Covid đợt sau này là thấy bình tĩnh lắm. Vâng, chủ quan nhiều đấy ạ. Có lần trước thì nghe vừa nghe cái anh sợ. Trước tôi lên Sapa đi Lào Cai mới tận khai báo. Đúng rồi ạ. Chết đói còn chả có chỗ nào mà ăn. Đúng rồi, tất cả quán đóng cửa hết. Mấy thằng ở trên này nó mời người anh bị nhiễm cùng cái chuyến đi với cái cô Nhung đấy ạ. Cô số 17 đúng không? Vâng. Em Nhung số 17. Còn mẹ được. Nhưng mà cái bà ấy bị đây nhưng mà chính là cái chuyến bay đấy thì là nhiều người nhiễm, nhiều người nước ngoài nhiễm. Tại vì cái đôi tây này thì nó là ngồi hàng phổ thông cơ, chứ không phải ngồi hàng thương gia cạnh. Khi mà phát tán cái virus nó mạnh như thế trong một chuyến bay kín đấy thì còn lạnh hơn. Thị xã Sapa về đêm. Hồ này gọi là hồ Mắt Ngọc ạ. Hồ nhân tạo. Nó vẫn còn ạ. Bây giờ ánh sáng nhiều với dân nhiều thì không bay về nữa rồi. Chưa về nơi đã bắn mất rồi. Bây giờ mà bay thẳng một quán đặc sản rồi đấy. Còn khu bên tay trái các bác là khu hành chính của thị xã. Khu hành chính mới là sau tới nó chuyển ra ngoài chỗ cầu 32 đúng không? Không ạ, nó quy hoạch ngay lên trên này thôi. Ngồi lên trên. Chỗ cầu 32 nó làm bến xe đấy. Đấy nó tất cả các xe lớn trừ xe 16 đổ xuống là được vào. Hôm nọ tôi em bảo là cái sân vận động ở bên cạnh cái đồng hồ này là nó cái dãy bên này là của thằng Vin này.
Còn bên này thì đợt trước nó có cái bảng ở đây, không biết là ông nào lấy ạ. Nó có cái chúc cùng triệu khuyên đấy. Bây giờ thì đến đời cái anh con làm thì không được ngon lắm rồi. Hôm nay hôm trước ăn cái phở, đằng sau cái quán phở và Bắc Hà ấy. Vâng. Phở gà Bắc Hà ăn nó cũng được. Vâng, ăn cái đấy đi. Không, cá hồi nó có hai loại. Có cá hồi xám, cá hồi bạc và cá mình ở đây mua được. Còn cá hồi là dịch vụ là chết hết ạ, tại vì dân ở đây 90% là dịch vụ hết chú ạ. Đấy, đất này mà không dịch vụ thì có cái gì mà làm? Đúng rồi. Đất này mà không khách du lịch thì làm ăn cái gì? Hoa quả thì có mỗi mùa hè, còn lúa thì trồng được một năm gặt một vụ. Không có du lịch thì thực ra mà nói là cái du lịch của Sapa thì đúng là ở đi xe ôm và bạn bây giờ là không cứ dẫn khách, tức là nó cũng như rằng là với cái du lịch có nhân viên của nó nhân viên dẫn tour một người thôi, dẫn bảng dẫn mấy người thôi, cặp một cặp đôi đến khách sạn này ở đấy là nó đúng rồi đội đấy được cái nói tiếng Anh tốt lắm ạ. Họ nói tiếng Anh rồi. Hà Tây thì nó cứ đi bộ là cứ khoảng tầm một chị về lấy khoảng tầm 5-6 chú Tây và 2-3 chú là cứ xách mỗi chú một chai nước này. Cứ một chú được. Đi bộ. Một chú. Hôm Tây nhà nghỉ giờ là chết. Nhà nghỉ ở trên này thì còn đỡ ạ. Túc tắc thì thôi, cuối tuần vẫn có khách Việt. Có khách Việt. Hôm Tây là tìm. Khách Việt dưới kia thì không ông nào mò xuống gì đấy đâu ạ. Nó buồn, nó xa. Nó hẻo lánh. Vâng, nó như ở quê ấy. Đây này, tí các chú mà ăn thằng cố chú ra quán này nhá. Hàng ngày chuyên thằng cố vào ngựa à, nghe ở đầu ấy thì gì đầu hồ đầu chim đầu sân vận động đi đi ạ. Nhớ không, tí nhớ nổi không đầu đầu sao không nhớ. Vẫn là hồ cò đấy à? Vâng, đấy hồ đi ra kia trong đi vòng cây này là cây hoa anh đào này không ạ? Tháng 3 sẽ nở. Kia là hoa màu trắng bên này à, bên kia là hoa đỏ, bên này là hoa trắng. À, lúc này là mình đi quanh một vòng hồ đúng không? Vâng. Đẹp. Một vài năm nữa là pin nó lấy bên kia thì nó lại quy hoạch lại cái hồ này nó đẹp ngay. Bác xuống dưới bờ này nha, xuống dưới chỗ nhà thờ nha. Thấy chú Bằng nó bảo bác cầm bộ nó chay rượu đằng sau xe sao. Vâng, xuống đấy đi, bác ấy đi thẳng xuống dưới chỗ ấy thôi, chỗ khách sạn, à chỗ nhà thờ ấy. Sân vận động đấy, sân chợ tình. À, lạnh ghê nhỉ. Vâng ạ, càng về tối nó sẽ lạnh hơn tí. Tối nay chắc tầm 20 độ. Tí mày cho ra đấy xong gọi xe đến chỗ quán đấy ăn được. Xe đi ăn đấy luôn nha. Bảo thằng này nó đánh thẳng lên trên khách sạn xong lại đưa đi luôn. Mày cho chú lên khách sạn gì nhỉ? Casa đấy nhỉ? Vâng. Makasa, nhưng mà nếu mà cháu đi từ nhà thờ nó lại mất thêm tiền, mà chú đi từ đấy xuống lại mất thêm tí nữa. Thì chú bảo ấy, bác ấy đi xuống chỗ Sun Plaza ấy, cái đón gì đấy. Đi một lượt ra kia là mất 50.000 nữa thôi. Thì cháu đi từ chỗ Sun Plaza ấy, đi một lượt ra chỗ kia là 50.000 nữa thôi. Nhưng mà nếu mà cháu lên khách sạn nó tính tiền 2-3 lượt thôi cơ.
Cái này phải quay thì nhìn mây nó di chuyển nó mới sướng. Sapa nơi gặp gỡ đất trời, nơi gặp gỡ thảo tâm. Nên đây là bản gì vừa nói lại bà quên rồi. Bản Khoang là như thế nào? Em nói qua qua cho anh xem là bản Khoang như thế nào nào. Bản Khoang là cộng đồng dân tộc nào sống? Người Dao Đỏ. À, thế trong bản Người Mông nữa. À, thế cái truyền thống của họ là như nào? Họ nhiều thứ lắm. À. Ui, mây nhiều. Cái bãi rác bên kia hình như họ bỏ rồi sao? Vẫn còn chất rác nhỉ? Mây đang đi vào thăm bản các bạn ạ. Ờ, hay nhỉ. Để lõi trên cao để cho ông thấp để chôn giấu. Mây đang đùn lên đỉnh núi. Đấy, dần dần là ngọn núi đã chìm vào trong mây. Rồi cái cây cổ cái nó bật lên kìa. Bật lên giải quyết vấn đề gì nữa. Mây đang quấn thành hình con rồng. Mây và nắng để tóc em bay. Mọi người tưởng đây là sương mù nhưng không phải, là mây. Ui giời cái này mới hay chứ. Cái này nó mới hay chứ. Ui giời kìa. Bây giờ kìa. Em thấy không, cảnh rất hay, nó thay đổi liên tục, mình không biết đằng nào mà nó đang bay đây các bạn ơi. Mây đi hái su su rồi. Giờ này là ngọn núi đã bị chìm trong mây. Chỉ có một hai chữ mây và mây. Ôi lúa ở đây đẹp đấy em ạ. Lúa đây anh thích. Rồi à? Đây à? Không phải. Bên dưới này à? Không phải. Dưới. Dưới. Lúa ở đây nó có rất nhiều cái cây cô đơn ở trên đó. Người dân ở đây nhìn mặt em biết. Chúng ta đang ở trong không khí của một buổi tác nghiệp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Phú Thọ. Em ngồi. Hôm nay chúng ta đến thăm một cái bản gọi là bản Khoang ở xã Ngũ Trì Sơn. Đây là hình ảnh các nghệ sĩ đang ghi lại những cái nét đẹp truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao. Họ những cái lúc nông nhàn, họ thường những người phụ nữ thường lấy tự may những cái trang phục truyền thống của họ, như các bạn đã thấy trên cái bộ trang phục của họ rất nhiều sắc màu và những hoa văn. Bảo cái chân bạn đằng sau co xuống đã, từ từ em bảo cái chân.
nghệ sĩ của tỉnh Phú Thọ đang tác nghiệp, đang chọn cho mình những cái khoảnh khắc đẹp nhất để ghi lại những cái hình ảnh bà con với những cái nét đẹp truyền thống của mình. Em tên Lý San Mẫn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25. Thế xây dựng gia đình được lâu chưa? Em được 6 năm rồi. Thế 6 năm rồi. Bây giờ có mấy cháu? Em 2 cháu. Thế ra ở riêng được lâu chưa? Em ở chung với bố mẹ. Ở chung bố mẹ. Thế chồng bao nhiêu tuổi? Chồng em 28. Chồng, hai vợ chồng là cũng cùng thôn này luôn? Không, em ở Lào Cai luôn. Thế về làm dâu ở bản Khoang mình? Vâng. Thế thì về bản Khoang thì thấy phong cảnh bản Khoang có đẹp không? Có. Đẹp với cả mát nữa. Thế quê em ở cách đây xa không? Quê em cách đây hơn 40 cây số. Hơn 40 cây số. Thế dưới nhà mình thì phong cảnh nó có giống như này này không? Nó cũng giống nhưng mà không đẹp bằng chung. Thế cái áo đấy, cái miếng khăn đấy thì em theo ví dụ như là một cái áo mà em đang mặc trên người ấy thì phải mất thời gian là bao nhiêu lâu? Một năm mới được một cái áo. Lúc nào rảnh rỗi thì mình mới khâu đúng không? Vâng ạ. Cái trang cái hoa văn đấy em có biết là hoa văn gì không? Em cũng không biết được nhiều, như là thấy bố mẹ làm là làm theo thôi đúng mẹ không? Mẹ dạy thì mình làm theo thôi. Thế thì em biết theo từ năm bao nhiêu tuổi? Em biết theo từ năm 11 tuổi. 11 tuổi đã biết theo rồi. Vâng, em chào anh ạ. Thế mình đang làm gì đây? Em đang theo quần áo dân tộc Dao ạ. Thế à. Ồ, đẹp quá nhỉ. Thế em tên là gì? Em tên Lý San Mẩy ạ. Lý San Mẩy à. Thế em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay em 25 tuổi. Thế cái địa chỉ chỗ mình đây là thế nào? Em ở Bản Khoang, xã Ngũ Chỉ Sơn ạ. Huyện gì? Huyện Sapa, là tỉnh Lào Cai ạ. Thế cái trang phục này là em thêm theo lâu chưa? Em làm từ năm mới rồi ạ. Từ năm mới à? Cứ lúc nào rảnh rỗi thì làm đúng không? Lúc nào rảnh thì mình lại theo. Rồi. Thế cái trang phục của người con trai có khác trang phục của người con gái không? Con trai cũng theo hoa văn như này thôi, nhưng mà theo của con trai là theo ít hơn con gái. Con gái thì cầu kỳ hơn đúng không? Con gái cầu kỳ hơn. Cảm ơn em. Quang cảnh hôm nay chúng ta đang đứng đây là ở một bản Giao, và các nghệ sĩ nhiếp ảnh của tỉnh Phú Thọ đang tác nghiệp, đang ghi lại những cái nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Ở bên cạnh tôi đây có nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Bằng, và tôi là Ngô Chí Thành cùng một số anh em nữa. Và các nghệ sĩ của chúng ta đang rất là say sưa tác nghiệp để có được những cái khung hình và những cái bức ảnh như thế này. Anh em chúng tôi phải bỏ ra, phải vượt qua hơn 300 km, và cái trong một cái hành trình vừa đi vừa khám phá vừa trải nghiệm và để ghi lại một số nét đẹp văn hóa của đồng bào Dao và những cái đồng bào vùng cao, những cái nét đẹp về sinh hoạt đời sống của họ. Ở khu nhà mình này, đây là khu gì nhỉ em nhỉ? Đây thuộc thôn Trăn Hộ A. Thế cái ngô này là ngô nhà mình trồng đúng không? Rồi, ngô tự trồng. Trồng từ tháng nào? Bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào? Bắt đầu trồng từ tháng 2.
Thêm tháng mấy thu hoạch? Vâng, đến tháng 5 là mình được thu hoạch rồi. Ngô này thì mình dùng làm thức ăn này, rồi thì thức ăn cho gia súc đúng không? Vâng, này làm thức ăn cho gà, lợn, đấy, vịt. Bây giờ ít ăn ngô rồi đúng không? Vâng. Nhưng lúa còn nhiều cái thì rồi ok, cảm ơn em. Này là năm nay bao nhiêu? Đây là ngọn núi gì anh? Phan Xi Păng nha anh. Đây một góc của nó thôi chứ. Phía tây của Phan Xi Păng một góc thôi. Một trong những nhỏ trỏm của Phan Xi Păng. Mây nó qua cái nó khác hẳn nhá. Bên này nó trong thế nhưng nó bay qua nó thành mây luôn. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Cường và nghệ sĩ Quang Bằng sau khi đi quanh một vòng quanh đỉnh núi Phan Xi Păng không thể cưỡng lòng mình được nên đành dừng lại để ghi một cái dấu ấn lấy làm kỷ niệm tại đỉnh núi Phan Xi Păng trong dãy Hoàng Liên Sơn. Giờ này là mây đã bay qua khỏi ngọn núi. Lúc trước thì là mây che cái đỉnh núi, bây giờ mây đang hở dần. Đây là một cái ngọn trong một cái cụm núi Phan Xi Păng. Các nghệ sĩ của tỉnh Phú Thọ, anh nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường và anh nghệ sĩ Quang Bằng không thể cưỡng mình lại được, đang ghi nhận những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp tại đỉnh núi Phan Xi Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Hôm nay thì trời xanh mây trắng nắng vàng. Chú là bay nhất. Chú là được đúng lúc cái chỏm đoạn hót. Đây là trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Xin chào nghệ sĩ Quang Bằng. Xin nghệ sĩ cho biết cảm tưởng khi vượt qua đèo Ô Quy Hồ. Quá hùng vĩ, quá hoành tráng. Mà tất cả những du khách qua đường họ đều không thể, trước cái vẻ đẹp hùng vĩ này họ cũng không thể cưỡng lại được. Cũng dùng máy ảnh rồi điện thoại để ghi lại những cái hình ảnh đẹp ở trên cái đèo Ô Quy Hồ này. Có một cô gái đang đi săn tìm khoảnh khắc. Đấy. Hình ảnh mà các bạn đang xem đây là trên đèo Ô Quy Hồ. Còn phía đằng xa kia là đỉnh Phan Xi Păng. Hôm nay mây đậu về chơi trên đỉnh núi. Em đứng trước cái phong cảnh hùng vĩ này thì em cảm xúc về cái cảm giác của em về cái đèo vừa trải qua và cái ngọn núi này như thế nào? Dạ rất là sợ cái đèo đó. Cao ơi là cao, đi xong mà thấy mình ở tuốt trên kia mình mới vừa đi xuống. Việt Nam mình thật là đẹp. Thế thì mới thấy phong cảnh của cái dãy của cái đỉnh Phan Xi Păng này, đây là ngọn Phan Xi Păng đấy. Mà cái đèo Ô Quy Hồ là nó đi quanh cái ngọn núi này. Em ở đâu? Dạ em ở trong Sài Gòn. Em ra đây lâu chưa? Dạ mới ra được 2 ngày. Xin cảm ơn em. Dạ.